do phép con gái xin cảm ơn nè. Thì cô bác có mặt trong cái buổi hội thảo ngày hôm nay ạ. Rất hân hoan chào đón ngài tổng giám đốc KSM Choi Kang-chun ạ. Và một cái điều rất là vinh dự cho hệ thống KSM của mình là được bác sĩ trưởng khoa vật lý trị liệu Nguyễn Đăng Khoa hôm nay được trực tiếp gặp bác sĩ. Và đây là cô ấy này đại diện cho chi nhánh. Dạ. Dạ, ôm là càng hút là càng tốt ạ. Chú Khoa gì ạ? Vật lý trị liệu Nguyễn Đăng Khoa. Dạ, tốt, đại diện. Em bị hở cuộc sống. Bác sĩ giờ em tới hãy thức cho em đi lên đông y làm đi. Cái vấn đề mà bị đau lưng đó thì dạ. Thì vẫn có thể đi đông y và cũng thể đi tây y. Bị gai cuộc sống với thần kinh tọa. Tôi vẫn khuyên các chị ngoài cái vùng đó rồi chúng ta sẽ tập luyện theo từng cấp độ. Mẹ cuộc sống thắt lưng và tôi có cuộc sống thắt lưng. Thì nếu mà đau quá nên chuyển qua những cái phương pháp vật lý trị liệu. Khi mình sử dụng cái tinh dầu này là nó chuyên về tắc nghẽn cái mạch máu. Thứ hai nữa là có một số thông tin đó là khi uống cái tinh dầu không rõ này vô thì nó sẽ nóng ở trong người. Vậy khi mà mình có bệnh lý về cái mặt là bao tử thì có nên uống hay không? Là nó ngăn ngừa cái oxy hóa, tức là ngừa ung thư, chế cái sự lão hóa và cái tuổi thọ hoặc kéo dài lên. Okay, my name is Choi Kang-chun, 100% là người Hàn Quốc. Anh đặt chơi cho thấy xem ạ. KSM in Việt Nam, 100% trắng nhịp. My and và sếp là 100% là chịu trách nhiệm với tất cả các khách hàng ở đây khi mình tới trung tâm hệ thống KSM đúng không ạ? Mình không hiệu quả, mình không hết bệnh thì tổng công ty cam kết sẽ trả lại tiền cho mình. Nhưng ngược lại đến trung tâm sau 6 tháng mình đẹp hơn, trước nhà mình có nhiều bạn trai bạn gái đứng trước nhà mình nhiều hơn thì sếp tổng sẽ lấy tiền gấp đôi được không ạ? Đúng rồi, để làm trẻ hóa bộ phận đó ra. 5 năm thi thờ đó cô nghĩ đã có tinh dầu không rồi. Họ sử dụng cái tinh dầu không rõ này để giúp cho họ làm tan cái cục máu đông, sạch cái mạch máu, sạch cái thành mạch máu trong cơ thể của mình. Hoặc mình đã có giấy phép của Bộ Công tế đầy đủ. Rồi sản phẩm của mình đã có giấy chứng nhận của Bộ Y tế Việt Nam. Và hơn nữa trong cái content của mình ở đây, con chỉ là ba mẹ mình có Zalo á. Mình chỉ cần check cái mã vạch lên trong cái content này. Chính vì vậy khi mình mua sản phẩm tinh dầu không rõ của KSM, mình được hai cơ quan tối cao của Việt Nam, một là cơ quan gì ạ? Bộ Công an, hai là Bộ Công Thương quản lý cái sản phẩm này, là hoàn toàn sản phẩm này là sản phẩm mình chính hãng nhập khẩu và có giấy phép của Bộ Y tế. Tổng công ty không có bán hàng trên mạng trong cái đại lý nào khác hết. Rất là thơm. Ai thích thế nhãn chế như đây thích thế. Hôm nay thì không giảm giá. Hôm nay cũng sẽ không giảm giá. Xin cảm ơn. Xin cảm ơn. Một hộp có giá là bao nhiêu? Hôm nay một hộp có giá là 5.950.000. Mua một hộp tặng một hộp. Vậy hai hộp hôm nay một điều chỉnh chỉ có giá là 5.950.000. Xin cảm ơn. Trường hợp mình có ông chồng, mình mua cho mình uống, chẳng lẽ mình bỏ chồng mình bơ vơ, đúng không ạ? Thì nếu như mua 2 hộp, tặng 2 hộp là thành 4 hộp thì sẽ tặng thêm cho hữu sâm mật ong. Mua 2, tặng 2
thì sẽ tặng cho thêm một hũ xăm mặt ong.